Who did the meal? Who? Con. Ben. Ben. Ben mom. Ben mom? Oh. Oh, that's... She's a very nice lady. She bought it. She buy. I know because she's really busy, baby. Yeah, she's... Ok, hôm nay đang ở nhà của bé Ben ở New York. And show my dad on Facebook. Yes. Để quay sơ sơ cái phòng nhà này cho coi, cho bà coi. Nhỏ xíu, hai phòng ngủ, 2,000 tháng. New York là một cái vùng đất rất là đắt đỏ. Trời ơi, còn chạy xe thì khủng khiếp. Ai mà chạy xe không có cứng là tiêu. Hôm qua đi nhờ bé Miu lái xe sát thủ quá mới về tới nhà. Ở đây apartment toàn là cao nè. Nhà mình đang ở là tầng 7, tầng 8 gì đó mà nó còn chót chót ở trên kia nữa. Hên là bữa nay lên tuyết vừa mới tan. Nó nói người số lucky mà. Đi tới đâu là ấm tới đó. Ở đây mà lái xe không cứng là chết. Nó chạy còn hả kinh hoàng hơn ở dưới Nam Cali nè. Nó không có nhường ai hết trơn. Mà không có lên đường gì hết trơn. Thằng đa số là taxi không. Mà thằng nào cũng muốn vượt lên để chở khách thôi. Ở đây sống nhờ du lịch. Là nếu mà ai mà tay lái mà yếu với nhát nhát là không trên lên nổi với tụi nó đâu. Ở ngoài CD nó bấm kèn liên tục luôn. Bà mẹ của Ben cũng dễ thương lắm. Chắc con bé nó có nói gì với lại bà rồi đó. Khi mà mình tới ba niềm nở lắm. Giờ đi làm rồi. Tại vì bé nó không có nói trước cho nên bà bút khách bà làm, mà làm facial. Ở đây thì giường phải giường đôi vậy nè. Tại vì phòng móc chặt lắm. Đây là hình của bé Ben. Tốt nghiệp ở Chicago. Hỏi bà Miu á, bà có không? Mà nó bà có nhưng mà mua 20 đồng mà tiết tiền bà không mua. Xì hồi bé nè. Dễ thương lắm. Nói chung là phong tục tập quán của Hàn Quốc đó, đời sống nó cũng na ná giống mình, tình cảm lắm. Đây là em trai của Hơ, học giỏi lắm, được học bổng toàn phần luôn á. Em cũng đi học xa nhà rồi, không có nhà. Hàn Quốc là chịu, đây, mom, son, gia đình này cũng có đạo. Hàn Quốc là chịu đầu tư cho con học lắm. Để trong nhà xíu chậm vậy đó. Thêm đường phòng bên kia nữa mà tháng 2,000 nữa. Hôm qua là nhờ đi về với Miu massage với lại pha nước chanh cho uống đỡ rồi chứ không tưởng nằm luôn à. Bây giờ chuẩn bị ăn. Hôm nay chương trình là sẽ đi outlet. After that là anh massage, the outlet, underground, no, Chinatown. Chinatown, underground, metro, rồi mới đi Times Square. Nhưng mà chắc tích thắt Uber đi quá. Chứ cái kiểu mà kiếm hồi tối hôm qua kiếm parking không là từ 25 tới 30 phút mà nhỏ này á. Số cũng hên giống ba đi tới đâu rồi có bắt kinh tới đó rồi. Tự nhiên đang kiếm cái có thằng xe tải em lái xe nó đi chứ không là hôm qua cũng khỏi có chỗ mà vô luôn. Người Hàn Quốc á chịu ăn đồ hủ lắm á, nó mê ăn đồ hủ lắm á. Bữa mới nấu canh tao phù á, thích. Ăn giờ mình giới thiệu cho bàng quan thiên hạ thấy cái trứng ngồi ăn đẹp của người đẹp Hàn Quốc mình giờ nói mẹ gì cũng không biết.
Because I'm gonna show people on Facebook the way they use it. Don't be shy. Dạ mình quay phim xong rồi mình ăn cơm xong rồi mình uống tí thuốc. Ở đây là tự nấu ăn chứ không có hàng quán gì đó. Thấy không, ngoài đường thấy toàn xe hơi không có hàng quán gì. Đó, I don't take clip your face. Không qua đi. Bé Miu, bây giờ outside là bao nhiêu độ vậy? Không có phòng. Rồi ăn đi. Tối hôm qua hình tới đây tuyết tan còn được 51 độ rồi, không trước đó 2 ngày chắc te tua. Rồi bye bye. Ăn uống đây rồi uống thuốc. Đi chơi mà giống như đi hành xác. Ăn xong rồi uống 2 viên ớt vèo ngày hôm nay nè. Lại chúa khỏi có mang nè. Cái đôi dài của mình được tiên rồi. Phải mượn cái đôi dài mới của má của con Ben nè. Chứ không hả, khỏi mà lết nổi ra ngoài downtown đi. Đi cái đôi dài này. Cái mũi đài đầu nó nhọn quá, đi ngày hôm qua khùng dễ sợ luôn, đi vô trong cái nghĩa trang quốc gia. Mà đi lên trên đồi trên núi á, trời nó bự cái nghĩa trang mà đi một ngày chắc không hết quá. Nó chôn từ thế chiến thứ nhất tới qua chiến thứ hai tới bây giờ, nếu mà theo lại bé Miu nói, người nào mà trở thành officer hay tướng gì đó mà muốn chết đó, muốn đem vô trong đó đó thì cũng được đem trong đó, vinh danh vinh dự được mang vô trong đó. Trời ơi đó, trùng trùng điệp điệp trong đó giống như cái rừng vậy đó. Mộ của lính thì cái bia nhỏ xíu, còn mộ của tướng thì cái bia lớn. Anyway, ai chết rồi cũng cái mộ giống nhau thôi. Ok, thôi. Bây giờ bye, ăn cơm. Ở đây mà kiếm được người làm thuốc hú vía à.